Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin được phép giới thiệu tất cả các bạn một cái sản phẩm của Apex. Đây là cái mũi khoan. Cái này là bên mình có thể bán lẻ chứ các bạn. Chúng ta cần mua sử dụng cái size bao nhiêu thì mình sẽ bán size đó, chứ không phải là bán từng bộ. Nên các bạn cũng an tâm về vấn đề này. Thì ở đây chúng ta nhìn sơ bên ngoài ngoại quan của cái sản phẩm mũi khoan này, thì chúng ta thấy được cái người ta đã chú ý đến cái vấn đề là bảo vệ được cái mũi khoan, cũng như chú ý về vấn đề là cái bao bì của cái sản phẩm. Bao bì đẹp thì cũng có nghĩa là cái sản phẩm cũng đẹp, và một phần cái giá thành nó cũng sẽ đẹp một chút xíu. Ở đây thì mình để mình chỉnh nha. Rồi, nên cũng thấy rõ hơn nhiều ha. Cái ở đây chúng ta đang xem cái size của nó nè. Mình ở đây mình sử dụng size 6, size 8, size 10 là những cái size thông dụng cho các bạn trong cái điều kiện làm việc bình thường. Để mình mở nó ra thì chúng ta dùng cái kìm, chúng ta mở cái ốc, cái con ốc của nó để có thể mở ra. Nó rất là chú ý đến vấn đề mà bảo vệ cái mũi khoan. Đó, thì bây giờ mình mở nó ra, mình nhìn cái mũi khoan nó như thế nào ha. Ở dưới nó còn có một cái ốc để chặn cái đầu mũi khoan khi chúng ta gài vào nữa các bạn. Đôi khi thì cái vấn đề mà chúng ta bảo vệ cái mũi khoan để cho nó tốt trong cái quá trình sử dụng lâu dài, nó thì nó sẽ an toàn hơn. Chúng ta không nên khoan cái khoan vào bê tông mà khi mà chúng ta mới đổ nó khoảng 28 ngày. Chúng ta không nên khoan trực tiếp vào, vì trong cái thời gian này thật sự là cái bê tông nó chưa có sự đông đặc. Nó dễ làm cho cái bê tông nó sẽ bị vỡ, và cái lỗ khoan nó cũng không chính xác. Ở đây chúng ta nhìn thấy cái mũi đầu phía trước của cái mũi khoan nó khác với cái mũi khoan bình thường chúng ta hay sử dụng. Các bạn nhìn thấy cái đầu nó rất là đẹp, cũng như là cái sự gia công của người ta rất là cứng cáp. Nhìn được cấu tạo của nó, đây là cái đuôi gài thì sẽ phải phù hợp chúng ta gài vào những cái máy khoan bot ha. Các bạn cũng chú ý là trước khi chúng ta khoan vào thì cũng xác định xem cái bức tường mà chúng ta khoan là bức tường bê tông hay là bức tường gạch, để mà chúng ta sử dụng cái loại mũi khoan cho nó phù hợp. Ở đây mình cũng giới thiệu sơ cho các bạn xem ha. Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin được phép giới thiệu tất cả các bạn một cái sản phẩm.